Xin chào bạn, Spiderman xin chào các bé. Thế hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ một nhân vật trong họ nhện chim. Nhìn chuối có đôi chân rất dài và hay lội ở ao, ở đầm, ở hồ để họ mua bắt ốc đấy. Các bé có đoán được đó là chú chim gì không nhỉ? À, đó gọi là chú cò đấy. Các bé thấy rằng vẽ một chú cò có khó không? Thực ra nếu các bé vẽ theo chị ở xa thì cũng hề khó đâu nhất. Các bé hãy tập trung nhìn theo chị để vẽ nhé. Chúc các bé sẽ thành công. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Show your little light, twinkle.
ride without them. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Thank you.
stereo. The mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Hi ho, the dairy-o. The cheese stands alone. Hi ho, the dairy-o. The cheese stands alone. Hãy đăng ký theo dõi kênh Con Sẽ Thành Tài để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất cho các bé của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp trong những bài học sắp tới.